Hello xin chào các bạn nhé, thì mình là Huy Tun. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm trấn hồn thạch cấp 5. Đây. Xong rồi thăng cấp các kiểu. Ok, thì ở Sivu mộ chúng ta có cái vòng đỏ đỏ này. Đó là cái vòng chiến trường. Thì ai mà trên 110 ấy thì mình sẽ làm nhiệm vụ ở đây, và tôi nghĩ là chỉ có những cái ác chính mà trên 110 thì các bạn mới tìm làm chấm hồn thạch, chứ còn ác cùi được các bạn làm gì, đúng không? Ok. Thì ở đây thì chúng ta sẽ, nói chung các bạn hãy đọc qua phần giới thiệu đi, và mình chỉ nói sơ qua các bạn thôi. Ở đây thì thôi mình làm luôn nhé, xong vừa làm vừa nói. Mình sẽ cùng báo danh. Trên hai người sẽ bắt đầu trận đấu, và ở đây thì mình sẽ có thêm hai ác nữa để cho đủ ba người các bạn, cho chắc ăn. Ok nhá. Đây, ấn tham chiến, ấn báo danh xong ấn tham chiến. Tham chiến này. Ok, vào đây chúng ta phải đợi, nói chung là đợi chắc phải mất 6 phút, 7 phút gì ấy. Thì nó mới đổi PK lận ngũ chuyển càng khôn ma này. Vào tiên ma thì sẽ có học được cái này. Và cả clip trước thì tôi đã làm cho bạn xem rồi. Ok, thì ok thì xong lúc thì chúng ta đổi PK thì nó đã đổi qua một tím rồi này. Đấy. Ui, mấy ác này ghê phết nhỉ. Đây mấy ác phụ, ác này cũng tiên đại sư ghê quá. Đó, chúng ta đánh xong rồi mình sẽ đến gặp ông truyền lệnh gì đây? Truyền lệnh quan chiến trường. Đấy. Rồi vào đây nhỉ? Ở nó chiến trường này. Ấn vào quán quân nhận thưởng, thì nó sẽ cùng nhận được hai thôi phong lệnh. Để giành 20 lần danh hiệu quán quân chiến trường siêu cấp, bạn sẽ nhận được chuẩn hồn thạch cấp 5 vĩnh viễn. Cú lười các bạn, đéo tin. Thì một ngày sẽ được đấu khoảng một lần miễn phí nhé các bạn. Nếu báo danh tiếp thì ủi đéo được à? Không, nhưng mà nếu mà chúng ta chờ xong rồi báo danh tiếp thì sẽ mất khoảng 2 xu thì phải. Ai có xu thì làm nhanh, còn ai làm miễn phí như bản thân mình vậy thì nghèo phải 1 năm thì mới được các bạn. Thì cứ nghe, bạn cứ nghĩ đi, này hai thôi phong lệnh một ngày thì hiến 21 thôi phong lệnh thì được 60 điểm, có nghĩa là một ngày chúng ta sẽ được khoảng một thôi phong lệnh được 30 điểm này, hai thôi phong lệnh là 60 điểm. Thì ở đây ở cửa hàng thanh vọng nhá, tại xem này, cái này ấy, từ từ xem ở đây thì nó bình thường. Đây trấn hồn thạch này, nhận này, trấn hồn thạch cấp 5 này, chúng ta phải có 8.000 điểm chiến trường và 99 thôi phong lệnh mới có thể sử dụng được vĩnh viễn trấn hồn thạch cấp 5. Có nghĩa là một ngày 60 điểm thì tôi nghĩ là khoảng 10 ngày 600, 100 ngày 6.000. Mà ở đây 100 thôi phong lệnh là khoảng 6.000 à. Một thôi phong lệnh là 60 điểm, 10 thôi phong lệnh 6.000. 6.000 cộng với 8.000 là 14.000. 14.000 mà chúng ta phải chơi khoảng 100 ngày là được 6.000, 200 ngày ở cũng phải gần cả năm mới được các bạn. Nghe là hơi vãi lồn nhỉ. Không, nhưng mà ở đây tôi thấy có cái này hay này các bạn. Trấn hồn thạch này, nhận này. Cấp 1. Cái cấp 1 này thì chỉ khoảng 20 ngày mà chỉ mất 50 điểm thôi, có nghĩa là một ngày chúng mình có thể kiếm được. Thì ở cường danh vọng này thì chúng ta có thấy cái này có giảm sát thương cơ bản 5 và thể chất 10. Tôi thấy nếu mà các bạn không có pháp bảo thì các bạn có thể đổi lấy cái này chơi cũng được, cũng mạnh mà. Cái này thì 7, cái này 10. Nhưng mà càng lên cao thì các bạn đổi càng tốn. Tốt nhất là cứ dùng, nếu mà mình không có pháp bảo mình có thể tới đây đổi. Thì cũng dùng cũng hay mà. Đấy. Thì đấy là cách để kiếm trấn hồn thạch nha các bạn. Ok. Thì ông nào thấy clip hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.